À, dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thương Đa Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình vườn mai của Ngọc Hân ở Trà Lách Bến Tre, chia sẻ cùng quý cô chú mình một số giống mai nữa cô chú ha. Có bạch mai, thọ hương với lại là dậu thủ đức, đại lập, đủ loại luôn ạ. Cô chú anh chị mình thích sưu tầm liên hệ trực tiếp với số điện thoại vườn giúp em ha. Dạ vườn của Ngọc Hân thì rất là nhiều loại dòng cúc mai. Bạch mai cũng có, mai sắn cũng có nha quý cô chú anh chị. Cúc thọ hương thì loại này mình ghép cũng bo cũng già hết rồi cô chú anh chị, hàng già mùa mình con tàn lại ha. Cô chú anh chị mình thích mua cái loại con tàn già mùa này thì mình về liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Ngọc Hân giúp em ha cô chú anh chị. Đang phát triển chi cành cũng đều lắm ha cô chú. Dạ có loại bạch mai đọt hồng nữa nha với cô chú anh chị, loại này thì cũng vừa mới con tàn nha cô chú anh chị ha. Rồi em này cũng thân lắc lộn luôn à, cái đọt non nó ra màu hồng nhìn dễ thương lắm nha với cô chú. À, cây này thì bo già hết trơn rồi đó với cô chú anh chị, thân lắc ha. Hàng này mình về mình vô cái chậu chi bonsai mini là ok luôn à. Rồi em xin phép được vô clip luôn cô chú anh chị ha. Xin chào em Ngọc Hân ơi. Dạ em xin chào quý cô chú anh chị gần xa, hôm nay trở lại kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang thì em sẽ giao lưu với quý cô chú anh chị em gần xa một số giống mai như là dậu nhung, ngự sử, cúc kem, hoa hồng thanh tú, cúc thọ hương, dậu thủ đức, cúc 150 cánh. Ngoài ra thì còn một số giống mai khác nữa thì quý cô chú anh chị có nhu cầu hoặc là muốn cần cái giống mai nào khác thì cứ liên hệ với Ngọc Hân qua số điện thoại là 0398928467 ạ. Rồi bây giờ lên cái mã số đầu tiên của clip là mã số 1B ha, em lên một cặp dẻo nhung. Rồi hàng ngày già mùa con tàn lại ha. Dạ đúng rồi, nói chung là hàng này là tên hai mùa hết rồi chị, con tàn lại đang chơi Tết 2024 á. Nhất cái mai con muốn gửi đi thú ha. Dạ đúng rồi. Cái gốc này thì cũng cỡ bằng điếc thuốc ăn lên ha, có cái thì cũng cỡ bằng ngón trỏ cái mình thấy con chút. Thì cái này em chỉ cho chiều cao ha, chiều cao nó tầm khoảng là 23. Thì cái cặp này em sẽ giao lưu với quý cô chú anh chị gần xa là giá 250. Dạ. Là bên em sẽ bao ship hết nha. Nhăn quá nhăn. Mã số 2 nha cô chú anh chị. Dạ, 2B em cũng lên một cặp dảo nhung ha. Rồi, cũng một cặp dảo nhung luôn nha. Hàng già mùa mình con tàn lại nha cô chú anh chị. Ghép cái mai con muốn gãy đế thú ha. Rồi, cái gốc này thì cỡ bằng cái ngón trỏ. Cái này thì chiều cao chắc cũng có tầm khoảng 20. Chiều cao là 25 ha. Dạ. Thì em cũng giao lưu cái cặp mã số 2B này giá là 250 bao phí ship nha. Dạ, 250. Cây thì đang phát triển đạt mạnh luôn cô chú anh chị. Mã số 3. Mã số 3B em sẽ lên một cặp hoa hồng thanh tú. Rồi, cây này đang đi cơ đạt mạnh nha cô chú. Dạ. Ghép với mai con muốn gãy đế thú à, con thú lết. Được lết. Rồi. Cái gốc thì cả bằng ngón trỏ hết mình đó cô chú anh chị. Dạ, chiều cao nó tầm khoảng 34 nha. Thì cái cặp hoa hồng thanh tú thì em cũng giao lưu giá là 250 nha. Dạ, 250. Số. Mã số 4B. Em sẽ giao lưu một cặp cúc hai tật. Cúc hai tật, cái này cũng là hàng đôn tàn nha quý cô chú anh chị. Nói chung là hàng này ở bên em đã đôn tàn hết trơn luôn rồi đó. Dạ chiều cao là 25. Thì cặp này em cũng giao lưu là 250 nha. Dạ. Dạ, mã số 5. Tiếp theo mã số 5B, em sẽ giao lưu một cặp ngự mai. Dạ. Đây. Ngọc Mai. Ngọc Mai. Mình thấy bà đọc cái gì vậy bà? Nắng quá em bị nhẹn. Rồi cây này cũng mai ghép với mai con quấn rễ đế thú nha cô chú anh chị ha. Có loại mai con quấn rễ đế thú chưa ghép có không bà chủ? Dạ có chị. Dạ chiều cao là 25. Rồi cuối clip mình chia sẻ xíu về cái giống mai đó ha. Dạ rồi. Dạ cái cặp này em cũng giao lưu với giá là
220. Rồi, mai con quấn rễ thì giá nhiêu bà chủ nếu chưa ghép? Dạ, mai con quấn rễ nếu như mà giá chưa ghép thì em giao lưu là 5.000 một cây, bên em bao xếp thì chiều cao nó tầm khoảng là 50 đổ lại nha. Rồi, rồi mình có thể liên hệ trực tiếp với Zalo để biết thêm chi tiết ha cô chú anh chị. Rồi. Gùng. Mã số 6B. Em giao lưu một cặp kem ha. Cúc kem. Đa số đều ghép với mai con quấn rễ lý thú nha cô chú, thú này có chân rồi nha. Thu qua chân, thu chân bị chạy. Rồi. Dạ, chiều cao là 25. Thì cặp cúc kem này em giao lưu giá là 250 bao ship nha. 250 một cặp. Rồi. Mã số 7B. Mã số 7B em sẽ giao lưu một cặp cúc thỏ hương. Hàng này ghép chắc được mùa mấy, hai mùa ha bà chú? Dạ, hai mùa trở lên hết hả chị? Thú này đích bự nha cô chú chị. Rồi, cây này gần liền cốt nha cô chú. Cây đang phát triển cơ đột mạnh luôn nha. Cây này là bao chơi Tết 2024. Dạ, chiều cao là 27. Rồi. Thì cái cặp này em sẽ giao lưu với giá là 230 ha. 230 nghìn. Mã số 8B. Em giao lưu một cặp chảo đọt xanh ha. Rồi, cây này cũng hàng đơm tàn mà đang phát triển cơ đột mạnh cô chú tiền tàn ấm ha. Thằng ghép với mày còn bóng rễ đế thú quá luôn á cô chú anh chị. Đế đẹp luôn á. Thú ngồi, thú nằm hay là thú chuẩn bị chạy, thú nào cũng có. Thú lớp luôn nha. Rồi. Dạ, chiều cao đó là 23. Thì em giao lưu cái cặp này giá là 250 ha. Số lượng có nhiều không bà chú? Dạ thì nói chung là mỗi một loại thì số lượng bên em nó trồng khoảng vài trăm đó chị. Yeah. Dạ. Thì nói chung là mai có nhiều loại giống mà một loại vậy thì em lên tầm khoảng 1-2 cặp thôi. Quý cô chú anh chị em mà nếu như mà có muốn ủng hộ gì thêm thì cứ liên hệ số điện thoại là 0398928467 thì em sẽ chụp hình em gửi thêm ạ. Dạ. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. Chú anh chị mình có nhu cầu mua mai giống đến mai tầm trung thì mình có thể liên hệ với Ngọc Hân nha cô chú. Cái loại hàng già mùa mình con tàn lại thì cũng có siêu bông Sài Gòn, thọ hương, đủ cúc qua hàm Thanh Tú, đủ loại giống nha cô chú anh chị. Loại này là siêu bông Sài Gòn nha cô chú. Đó, cái lên cho nó có luôn. Cô chú anh chị mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại Ngọc Hân giúp em nha. À, em xin chào kết thúc clip tại đây luôn ạ. Thì tiếp theo em sẽ giao lưu với quý cô chú anh chị gần xa mã số 9. Rồi, em lấy mã số 9B đi. Rồi, 9B ha. Ghép giống gì đi bà chú? Dạ, cây này là cây dảo Thủ Đức. Rồi, dảo Thủ Đức, đế thú mà là con thú này nó cũng lớn rồi cô chú. Em xin lỗi nha, em lên combo 3 cây. Chắc bị quýnh quá à. Bỏ khúc đó đi lại. Rồi, mã số 9 là combo 3 cây á cô chú. Dạ đúng rồi, mã số 9B, combo 3 cây. Dạo Thủ Đức ha. Rồi, đế dễ thương lắm cô chú. Cái này cũng là mai con quấn rễ nhưng mà đế thú nhưng mà cây lớn hơn ha. Dạ. Rồi. Nhìn thấy cưng lắm cô chú. Bên này, là cả hai phần hai con thú luôn nè. Nó đang làm gì không biết nữa. Rồi, chiều cao thì khoảng là 39. Dạ. Thì em giao lưu cái combo 3 cây này là giá là 288. 3 cây dạo Thủ Đức 288 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, tiếp theo mã số 10B, em giao lưu một cây cúc 150 và một cây đại lộc. Dạ. Rồi, bên đây là cúc 150 hả? Hả bà chủ? Dạ đúng rồi, cúc 150. Rồi. Còn bên đây, là đại lộc. Em nào cũng ghép với mai không có nghĩa đế thú hết cô chú. Dạ, nói chung là cây này tàn đồ này kia đẹp ha. Dạ, chiều cao thì tầm khoảng là 30 ha. Dạ, dạ em giao lưu cái cặp này giá là 220. Dạ, 220 một cặp nha cô chú anh chị. Dạ. Hai giống luôn. Dạ. Mã số 11. Mã số 11B, em giao lưu một cây cúc thọ hương và một cây hoa hồng Thanh Tú. Dạ. Hàng già mùa con tàn lại hả bà chú? Dạ đúng rồi. Cây này cũng như hai thân ha. Cây cúc thọ hương này giờ nó ra hoa luôn rồi nè quý cô chú. Rồi bên đây là cúc hoa hồng. Dạ đúng rồi, hoa hồng Thanh Tú. Rồi. Một cặp được hai giống nha cô chú. Dạ, thì chiều cao nó tầm khoảng là 36. Em giao lưu cái cặp này giá là 250. Dạ. Mã số 11B ha. Rồi, 250. Mã số 12B.
Rồi tiếp tục mã số 12B. Em giao lưu combo cũng 3 cây giảo luôn. Rồi cây này đế đẹp không mà quý cô chú anh chị chơi hàng bonsai là nhức nách luôn cô chú. Rồi cây nào cũng đế quái trơn ha. Cây này hàng mai con bón rễ mà mình nuôi trồng đất nó lớn gốc nha cô chú. Rồi. Dạ rồi combo giảo này em cũng giao lưu giá là 288. 3 cây. Dạ mã số 12H ha. 12B. Rồi mình đổi ha. Rồi mã số. Rồi mã số 13B. Em giao lưu một cây cúc thọ hương và một cây giảo Thủ Đức. Rồi bên đây Thủ Đức nha cô chú anh chị. Gốc bự của gốc hoành chắc cũng phải 6-7 á cô chú. Dạ. Cây này thì đỏ hương, phân chia cành đều hết nha. Hai cây này thì cao tầm khoảng là 45. Dạ. Thì em giao lưu cái combo hai giống này giá là 200. Rồi, một cặp hai giống 200 ngàn nha cô chú. Dạ, mã số 13B ha. Tiếp theo 14B em giao lưu một combo 3 cúc 150. Cái này đế thú nhìn dễ thương lắm cô chú anh chị, thú đích bự luôn ha. Cây nào cũng rẻ cho cô chú. Rồi. Cái này thì nói chung mà không cao lại thì nó toàn tàn đều hết rồi. Thì chiều cao khoảng 21. Dạ. Em giao lưu cái combo này giá là 300 ha. Rồi 300 ngàn. Cặp mã số à? Mã số 15B. 15B. Đây là một cây cúc 150. Rồi cây này ghép ba bo già đúng không cô chú anh chị? Ừ. Ghép này với gốc cắt. Rồi xin số đo luôn bà chủ à. Cho bà chủ giăng nắng luôn. Dạ. Giăng rưỡi luôn. Em quay lộn thước, em xin lỗi nha. Dạ, cây này hoành là khoảng 16. Rồi. Chiều cao nó tầm khoảng là 48. Thì em giao lưu cái cây cúc 150 này giá là 500. Dạ, 500 nha cô chú, cúc 150. Số 16B, em giao lưu một cúc tư long và một giảo lá gai. Bên đây là cúc tư long, ha, bên đây là cây giảo lá gai. Dạ. Đây là giảo lá gai, cái đế này ha. Thú lết luôn. Bên đây. Đây chắc cũng vậy. Cúc tư long nha cô chú, về mình test được mặt bông luôn ha. Dạ, có mặt bông thì nó đã có sẵn luôn rồi đó. Dạ, mặt em cũng có sẵn luôn. Dạ thì chiều cao tầm khoảng 44 ha. Dạ rồi. Dạ, thì cái cặp này em giao lưu là giá là 250. Một cặp được hai giống nha cô chú, 250. Dạ. À, số 17. 17B, em giao lưu một cái giảo Thủ Đức. Rồi, cây này thì một cốt lắc rồi đó cô chú anh chị, thân lắc phơm tàn thông luôn ha. Cây này chắc có hai mùa ha chủ. Dạ đúng rồi. Đế có đế luôn. Này, em đâu bà ngay này là tầm khoảng 7 ha. Chiều cao nó tầm khoảng là 50. Thì cây này em sẽ giao lưu với giá là 208. Rồi 280 ngàn nha cô chú, cây này về mà lên cái trồng mô đất cũng khá là ngon lành luôn. Dạ. Rồi. Mã số, mã số 18B, 18B cũng một cây giảo Thủ Đức ha. Đây cũng là cái cây cuối clip luôn của em nha. Một cốt thân lắc luôn cô chú. Đế có đế luôn ha. Rồi em xin số đo luôn nha. Dạ, hoành ở vị trí này thì tầm khoảng là 7 ha. Chiều cao nó tầm khoảng là 46. Thì cái cây này em cũng giao lưu với giá là 208 ạ. Dạ, 280 ngàn. Dạ. Rồi, thì cuối clip thì em cũng cảm ơn với cô chú anh chị gần xa đã ủng hộ cho Ngọc Hân ha. Và mong tiếp tục nhận sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa trong thời gian hiện tại này cũng như là thời gian sắp tới ạ. Dạ, rồi em xin chào kết thúc clip tại đây luôn nha cô chú anh chị.